Chào mừng các em đến với môn Tin học lớp 3. Trong tuần trước, các em đã được học bài 3: gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Trước khi vào bài mới hôm nay, chúng ta cùng vào hoạt động số 1: ôn bài. Cô có một trò chơi như sau. Tên trò chơi là “Ong tìm hoa”. Trên mỗi chú ong sẽ mang một chữ cái tương ứng với các dấu thanh khi gõ tiếng Việt ở kiểu gõ thelex. Bên cạnh đó, xung quanh các chú ong sẽ là những bông hoa chứa các dấu thanh đó. Việc của chúng mình là ghép từng chú ong với đúng dấu thanh trên mỗi bông hoa. Chúng mình cùng chơi nhé. Cô sẽ chọn chú ong thứ nhất. Chú ong thứ nhất mang trên mình chữ cái F. Chúng ta hãy xem chú ong đến bông hoa nào nhé. Chú ong di chuyển đến bông hoa có chữ huyền. Tiếp theo là chú ong số 5 là chữ R. Di chuyển đến bông hoa có chữ hỏi. Chú ong có số 2, chữ G sẽ di chuyển đến bông hoa có chữ nặng. Chú ong số 3 có chữ S gì? Di chuyển đến bông hoa có chữ sắc. Và cuối cùng chú ong thứ 4 có chữ X gì? Di chuyển đến bông hoa có chữ ngã. Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt trò chơi. Vừa rồi, cô đã ôn tập cho các em các phím để có thể gõ các dấu trong tiếng Việt. Bây giờ, chúng ta sẽ vào bài mới ngày hôm nay, bài 4, chọn phông chữ, cỡ chữ. Mục tiêu của bài học: Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản. Hoạt động 2, bài mới. Chúng ta cùng mở sách giáo khoa tin học trang 73. Phần 1. Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn bản dưới đây. Các em quan sát thật kỹ để trả lời câu hỏi nhé. Ta thấy văn bản ở cột A và cột B là hoàn toàn giống nhau. Sự khác nhau ở đây là tại dòng thứ nhất, văn bản ở cột B được trình bày khác với văn bản ở cột A người ta gọi đây là thay đổi phông chữ. Tại dòng thứ hai, văn bản ở cột B kích thước nhỏ hơn văn bản ở cột A, ta gọi đây là thay đổi cỡ chữ. Để làm được như vậy, chúng ta cùng sang phần phần 2, chọn phông chữ, cỡ chữ. Trên màn hình là thẻ hôm trong phần mềm soạn thảo văn bản Word. Vị trí của nút lệnh phông chữ cỡ chữ được phóng to như màn hình. Bên trái là nút lệnh chọn phông chữ có dòng chữ "Times New Roman". Bên phải là nút lệnh chọn cỡ chữ đang hiển thị số 14. Để biết cách chọn phông chữ, cỡ chữ, chúng ta cùng hoàn thành bảng sau. Thực hiện các thao tác ở cột thao tác, sau đó quan sát thay đổi trên màn hình, điền vào cột kết quả trên màn hình. Dòng thứ nhất, chọn nút lệnh bên phải ô phông chữ xuất hiện danh sách các phông chữ để lựa chọn. Vậy, cột kết quả trên màn hình, chúng ta sẽ điền xuất hiện danh sách các phông chữ để lựa chọn. Tại dòng thứ hai, chọn phông chữ Time New Roman, sau đó gõ vài từ. Chữ hiện ra trên trang soạn thảo có phông là Time New Roman, cỡ chữ là 14. Vậy, tại dòng thứ hai, kết quả trên màn hình sẽ là chữ hiện ra trên trang soạn thảo có phông chữ là Time New Roman cỡ chữ 14. Dòng thứ ba, chọn nút lệnh bên phải ô cỡ chữ. Xuất hiện danh sách các số thể hiện kích cỡ chữ khác nhau. Vậy, dòng kết quả trên màn hình sẽ là xuất hiện danh sách các số thể hiện kích cỡ chữ khác nhau. Dòng cuối cùng, chọn số 20, rồi gõ vài từ. Khi gõ vài từ, chữ hiện lên sẽ có cỡ chữ 20. Dòng cuối cùng, kết quả trên màn hình sẽ là chữ hiện lên có cỡ chữ 20. Sau khi gõ xong văn bản, muốn thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần văn bản đã gõ, ta làm như sau. Bước 1. Chọn phần văn bản cần điều chỉnh bằng cách đưa con trỏ đến đầu phần văn bản, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến phần cuối văn bản rồi thả nút chuột. Phần văn bản được chọn sẽ được đánh dấu, đánh dấu ở đây chúng ta thấy có nền màu xanh. Bước 2, chúng ta chọn tiếp phông chữ, cỡ chữ, khi đó cả phần văn bản đã chọn được điều chỉnh theo ý muốn. Để hiểu rõ hơn về những phần đã học, Chúng ta cùng vào hoạt động 3 thực hành. Bài 1 trang 74 sách giáo khoa Tin học. Thực hiện các yêu cầu sau. Gõ một câu tiếng Việt tùy ý có phông chữ ARIAN, cỡ chữ 17. Gõ một câu tiếng Việt tùy ý có phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Gõ một câu tiếng Việt tùy ý có phông thao mở, cỡ chữ 12. Các em có thể thực hiện như sau. Đầu tiên, chọn phông chữ ARIAN, cỡ chữ 17. Ở đây không có chữ 17, chúng ta sẽ gõ số 17. Bắt đầu luyện gõ. Dòng thứ nhất, họ và tên học sinh. Dòng thứ hai, gõ chữ lớp. Dòng thứ ba, gõ năm học 2019-2020. Nhưng ở dòng thứ hai và dòng thứ ba, chúng ta chưa thực hiện đúng yêu cầu. Vậy các con hãy chọn văn bản có chữ lớp, sau đó đổi phông chữ là Times New Roman, cỡ chữ 14. Dòng thứ ba lại chọn cả dòng văn bản, chọn phông chữ Tahoma, cỡ chữ 12. Thế là đã thực hiện xong yêu cầu. Ngoài cách cô vừa hướng dẫn ở trên, các em có thể thực hiện theo các cách khác nhau miễn là đúng yêu cầu của đầu bài. Bài 2, trang 74 sách giáo khoa tin học. Soạn thảo văn bản theo mẫu sau và lưu văn bản vào trong máy tính. Trong bài tập này, trước tiên chúng ta gần gõ đúng nội dung văn bản. Sau đó, áp dụng phần bài đã học để thay đổi phông chữ và cỡ chữ mà em thích. Lưu ý, khi soạn thảo văn bản, em nên sử dụng thống nhất loại phông chữ, cỡ chữ để văn bản rõ ràng và dễ đọc. Chúng ta vừa hoàn thành bài 4, chọn phông chữ, cỡ chữ. Qua bài học này, em cần ghi nhớ có hai cách để thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong văn bản. Cách 1, chọn phông chữ, cỡ chữ rồi gõ nội dung văn bản. Cách 2, gõ nội dung văn bản, chọn phần văn bản muốn thay đổi rồi chọn phông chữ, cỡ chữ cho phần văn bản đã chọn cảm ơn các em đã theo dõi bài học